Điều gì xảy ra khi uống giấm táo mỗi ngày? Em Hà Giọng Cất xin chào các anh chị và các bạn. Hippocrates, ông tổ của ngành y, đã có một phát biểu rằng một ngày ăn một quả táo chúng ta sẽ không phải đến gặp bác sĩ, cho thấy rất là nhiều lợi ích từ quả táo. Và chính nhờ những cái lợi ích từ quả táo nên là giấm táo, một loại giấm được lên men từ quả táo, cũng đem đến nhiều những cái lợi ích không hề nhỏ đối với cơ thể và sức khỏe của chúng ta. Video hôm nay hãy cùng em Hà Giọng Cất tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra khi mà chúng ta uống giấm táo mỗi ngày các anh chị nha. Em Hà Giọng Cất xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị quay trở lại với kênh YouTube Hà Giọng Cất. Đầu tiên thì chúng ta tìm hiểu giấm táo. Giấm táo là một loại giấm được lên men từ quả táo các anh chị nha. Và cái giấm táo này thì các anh chị có thể ra các siêu thị, ví dụ như là mình ra Vinmart mình hỏi mua là chắc chắn là sẽ có cái giấm táo này. Giấm táo thì các anh chị có thể là dùng trực tiếp, hoặc là mình có thể trộn vào các món rau để là mình làm salad, mình ăn trong các cái bữa ăn hàng ngày. Và sau đây chúng ta cùng nhau tìm hiểu những cái công dụng tuyệt vời của giấm táo đối với cơ thể và sức khỏe của chúng ta. Công dụng đầu tiên của giấm táo đấy là tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa, giúp cho chúng ta có một hệ tiêu hóa, một cái đường ruột khỏe mạnh hơn. Thì cũng giống như các thực phẩm lên men khác, trong giấm táo chúng có chứa nhiều enzyme và chứa nhiều lợi khuẩn, rất tốt cho chức năng của hệ tiêu hóa, tốt cho dạ dày và đường ruột của chúng ta. Các anh chị có thể là sử dụng giấm táo trước bữa ăn 15 phút, hoặc là mình làm các cái món salad và kết hợp với giấm táo mình sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày của mình. Những anh chị nào mà hay bị tình trạng là đầy bụng, khó tiêu, rồi ợ nóng, ợ hơi thì mình sử dụng giấm táo thường xuyên sẽ giúp cải thiện những cái tình trạng đấy rất là hiệu quả các anh chị nha. Và lợi ích thứ hai của giấm táo đấy là giúp hỗ trợ điều trị các bệnh lý như là táo bón này, tiêu chảy này, ợ nóng này, đầy hơi, khó tiêu, rất là hiệu quả. Thì như chia sẻ ở trên thì trong giấm táo có chứa nhiều enzyme và lợi khuẩn tốt cho dạ dày và đường ruột của chúng ta, nên là những anh chị nào mà bị những cái bệnh lý như là táo bón hay là mình hay bị khó tiêu thì mình sử dụng giấm táo thường xuyên sẽ rất có lợi cho cái hệ tiêu hóa, sẽ giúp cho mình phòng và điều trị các bệnh lý như là táo bón này, ợ nóng này, hay bị xì hơi, khó tiêu thì mình dùng giấm táo rất tốt các anh chị nha. Và lợi ích thứ ba của giấm táo đấy là giúp kiểm soát các bệnh lý về tiểu đường, rồi các bệnh lý về tim mạch, cao huyết áp, rất là hiệu quả. Các nghiên cứu đã cho thấy là những người mà sử dụng giấm táo thường xuyên thì kiểm soát được cái lượng đường trong máu tốt hơn so với những người mà không sử dụng. Bên cạnh đó thì các nghiên cứu cũng chỉ ra là việc mà mình sử dụng giấm táo thường xuyên sẽ giúp tăng cái độ nhạy của insulin, rất là tốt cho những anh chị nào bị các bệnh lý về tiểu đường. Ngoài ra thì các báo cáo cũng cho thấy là việc mà sử dụng giấm táo thường xuyên thì sẽ sản sinh, giúp cơ thể sản sinh ra cái một chất có tên là nitric oxide. Chất này sẽ giúp là thư giãn mạch máu này, hỗ trợ giảm mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch. Những anh chị nào mà bị huyết áp cao rồi các bệnh lý về tim mạch, mình dùng giấm táo thường xuyên sẽ rất tốt cho sức khỏe của mình các anh chị nha. Và lợi ích thứ tư của giấm táo đấy là hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ bụng, rất hiệu quả. Như anh chị nào mà bị tình trạng thừa cân này, mỡ bụng nhiều này, mình sử dụng giấm táo thường xuyên rất có lợi nha các anh chị. Các báo cáo đã cho thấy là những người mà sử dụng giấm táo thường xuyên thì sẽ giúp là kiểm soát được cái cơn thèm ăn, kiểm soát được cái lượng đường hấp thu vào trong máu, qua đó thì giúp kiểm soát cân nặng, phòng tránh là bị tăng cân, tích mỡ. Bên cạnh đó thì các báo cáo cũng chỉ ra rằng là giấm táo hỗ trợ giúp cho cơ thể tránh bị cái tình trạng là tích nước. Khi mà mình ăn những cái thực phẩm mà chứa nhiều gia vị, chứa nhiều muối thì việc mình sử dụng giấm táo sẽ giúp kiểm soát, tránh cho cơ thể bị cái tình trạng là tích nước. Khi mà mình ăn những cái thực phẩm mặn, rồi mình thường xuyên ăn những ngoài quán, ngoài vỉa hè thì những cái thực phẩm chứa nhiều gia vị đấy sẽ khiến cơ thể tích nước. Thì việc mình sử dụng giấm táo sẽ giúp mình kiểm soát cái vấn đề bị tích nước rất là hiệu quả các anh chị nha. Nên là giấm táo mình sử dụng thường xuyên sẽ giúp cho mình là kiểm soát cân nặng này, giúp là kiểm soát cái mỡ bụng này, kiểm soát cái tình trạng là bị thừa cân tích mỡ, rất là hiệu quả các anh chị nha. Chưa hết, sử dụng giấm táo thường xuyên còn giúp cho cơ thể có một cái làn da đẹp hơn, giúp điều trị phòng tránh bị mụn, giúp cơ thể là tránh bị tiết bã nhờn ở da mặt, rất là tốt cho da mặt của chúng ta. Cũng như là giấm táo, các cái chất trong giấm táo sẽ giúp cho chúng ta là kiểm soát là bị cái tình trạng là hôi miệng này, bị chảy máu chân răng, rất là hiệu quả. Những anh chị nào mà mình thường xuyên là bị chảy máu chân răng hay là mình hay bị nổi mụn thì mình sử dụng giấm táo thường xuyên rất là có lợi các anh chị nha. Và đấy là những cái lợi ích rất là tuyệt vời của giấm táo. Tuy nhiên các anh chị vẫn lưu ý là giấm táo thì được là chiết xuất từ quả táo nên là nó vẫn có cái tính axit giống như là quả táo. Nếu như mà mình sử dụng quá nhiều thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến men răng. Cũng như là những anh chị nào mà mình bị tình trạng là trào ngược axit dạ dày thực quản
thì mình việc sử dụng giấm táo quá nhiều nó sẽ không tốt cho cái dạ dày của chúng ta. Các anh chị lưu ý, một ngày chúng ta chỉ nên dùng tối đa từ 2 đến 3 thìa giấm táo thôi các anh chị nha. Và đấy là những cái lợi ích tuyệt vời cũng như là một số lưu ý khi mà chúng ta sử dụng giấm táo trong ngày. Em Hà giảm cân cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để nhận được những video cập nhật trên kênh YouTube Hà giảm cân. Em Hà xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo.